Ngày xưa, vua Hùng thứ 18 có cô con gái vô cùng xinh đẹp tên là Mỹ Nương. Nhà vua đã già yếu nhưng thương dân như con, nên cả hai cha con thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ người dân. Bẩm bệ hạ thứ tội, thần làm kinh động đến người. Công chúa đang giả làm cung nữ định trốn ra ngoài. Thưa cha, trời sắp nổi bão rồi, con muốn đến giúp người dân và lạc hầu. Con gái của ta. Thưa cha, con không muốn kinh động đến người, con chỉ muốn đi giúp dân khi họ đang khốn khó. Cha biết, cha biết. Nhưng con cũng là một công chúa lá ngọc cành vàng, an nguy của con cũng là bộ mặt quốc gia. Lần này con phải nghe lời của nhũ mẫu, cha phải thức chờ tin của các lạc hầu, lạc tướng. Không hiểu các vị thần đang làm gì mà lại để bão nổi lên đe dọa dân lành như vậy. Bay xoáy cho ta, đảo chiều về hướng bắc xem nào. Quỷ thần, ngươi đang gây rối đến đời sống nhân lành đó. Im đi, ta đang thử nghiệm kiểu bay mới. Thử nghiệm sức gió bão, phải đến đấy giật ở ngoài biển cả phía đông. Ai cho ngươi lên không trung làm loạn? Việc làm gió bão là việc của ta, hay ngươi đang ganh tị với tài ba của ta? Không được làm tổn hại đến đời sống của dân lành. Dừng lại, nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ... Sẽ nói tiếp cho khàn hơi phải không? Ngươi chỉ biết lắm lời, có giỏi thì lên đi. Tên thủy tinh thật là giỏi gây họa, ta phải xuống giúp họ một tay. Thôi cứ nhìn đó đi, ta biết ngươi không thích biến hình, nhưng nếu con người nhìn thấy hình dáng thực sự của chúng ta thì họ sẽ chết khiếp mất. Ta quạt lắm. Bái kiến công chúa. Người đi đâu vậy? Ở đây hỗn loạn lắm. Ta đến đây để giúp mọi người. Trời ơi, công chúa, người không sao chứ? Còn nhí nữa, sao con lại chạy vào căn nhà đáng đổ vậy hả? Con tìm bùa bình an của mẹ cho con, nó nằm ở trong đó. Con thật là, tại sao lại liều mạng như vậy? Ta đã mất con trai và con dâu, ta không muốn mất luôn đứa cháu nội đáng yêu của ta. Mọi người không sao là tốt rồi. Cảm ơn trang sĩ đã ra tay cứu cháu tôi và công chúa Mỹ Nương. Đa tạ tráng sĩ. Đó là vinh hạnh của ta, công chúa và bé nhí không sao là tốt rồi. Con nín khóc đi, có bị đau ở đâu không?
không bị thương ở đâu là tốt rồi. Xem ta có gì này. Đây là mèo của chú, tên là Tiểu Hổ. Nó thích được gãi đầu như vậy nè. May mà có tráng sĩ, hình như chàng không phải là người dùng này. Đúng vậy, tôi tên Sơn, hay ở trên núi. Cơn bão hôm qua to quá nên tôi xuống xem mọi người có cần giúp gì không. Vậy thì tốt quá, thêm người thì bớt việc. Nhờ tráng sĩ qua đây phụ dựng lại mấy cái cột nhà. Như vậy cũng tạm rồi, ta về cung thôi, mai làm tiếp. Kìa người đẹp, giữa những ngọn sóng nàng làm gì ở đây? Ngươi là ai? Nè, cô gái xinh đẹp, ta là người đàn ông tài giỏi, trai tài gái sắc một đôi. Nàng có muốn đi dạo thủy cung với ta không? Hỗn xược, đừng có lại gần ta. Ngươi dám mắng ta, ta là thủy thần, ta tha tội chết, nhưng sẽ bắt ngươi về hầu hạ ta. Tên kia, mau bỏ công chúa ra. Ngươi đang hỗn lão với công chúa con của Hùng Dương, vua ở đất này đó. Hãy tha thứ cho thủy thần si tình ngốc nghếch này. Nàng hãy dẹp tên người rừng này đi. Ta sẽ đưa nàng đi ngắm đại dương bao la huyền ảo. Không cần phải xin lỗi, ngươi hãy mau đi đi. Cảm ơn tráng sĩ đã đến kịp lúc. Nhưng vậy có nghĩa là sao? Hắn là thần biển thật sao? Hắn tự xưng là thần biển, ta thấy hắn không xứng. Nhưng thôi, ta chỉ mong công chúa bảo trọng. Trời đã tối rồi, để ta đưa công chúa về cung. Tạ tráng sĩ, ta có thể tự về. Công chúa, hôm nay người lại lân la đến mấy làng bị thiên tai nữa đúng không? Nhũ mẫu biết không, họ đang rất khó khăn cực khổ đó, nên con không thể bỏ mặc họ. Nhưng người là công chúa, theo đúng lễ nghi thì người phải đến điện thờ để cầu nguyện cho dân chúng. Sao người có thể đi lung tung nói chuyện với các quan và thường dân cả nam lẫn nữ được? Ta vẫn đến điện thờ cầu nguyện đó thôi, nhưng phải ra tay giúp người thì mới là thiết thực. Giả lại dân thường thì sao chứ, họ có khi còn giỏi hơn khối Dương Tôn công tử nữa. Vậy là công chúa đã gặp người hơn cả Dương Tôn công tử hả? Làm gì có. Người nên nhớ, người là công chúa thì phải lấy hoàng tử, vì đó còn là trách nhiệm với sự bình an của đất nước. Con biết rồi, nhiệm vụ này vua cha cũng đã nói. Nhưng mà ít nhất thì hôn nhân cũng phải mang đến hạnh phúc, bình an mới đáng cho con hy sinh chứ. Công chúa thật biết nghĩ á. Hôm nay có một người thật sự vững chãi, giúp được người dân mà còn cứu cả mạng sống của con nữa. Nhưng sao chàng ấy lại sống một mình trên núi chứ? Xin kính chào Hùng Dương. Thần là sứ giả của đại quốc, xin được kính chúc Hùng Dương thọ tỷ Nam Sơn. Kính chúc cho bang giao giữa hai nước chúng ta càng thêm khăng khít. Sứ giả miệng lễ. Chẳng hay ngay từ xa quả tốc đến đây là vì sự việc cấp bách gì khiến chúng tôi không kịp đón tiếp chu đáo hơn? Bẩm Hùng Dương, quả là tôi có hơi đường đột, nhưng vì tin vui không thể chậm trễ nên tôi dâng lệnh đi ngay. Tin vui à? Là tin gì vậy? Vua Tây Âu của chúng tôi văn võ song toàn, vốn đã nghe danh công chúa là cốt tiên, nhan sắc phi phàm, nên muốn xin cưới công chúa để kết tình thông gia. Chẳng phải vua Tây Âu đã có hoàng hậu rồi sao? Xin ngài gửi lời cảm tạ của ta đến vua của đại quốc. Nhưng ta đã già, là chỉ có một mụn con gái này. Nếu gả nó đi đến đại quốc của ngài, ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nó. Nghĩa là ngài không đồng ý. Thưa Hùng Dương, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu từ chối,
ta e sẽ không hay cho hòa bình của cả đôi bên. Ta đã quyết. Có lẽ ngày đi đường đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Ta không cần nghỉ ngơi. Đây là một sự sỉ nhục với đất nước ta. Ta sẽ gửi tặng cho vua nước ngài một số món quà quý giá. Coi như không uổng ngài đã lặn lội đường xa đến đây. Ngài có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Được, được. Vua ta cũng đã dặn. Nếu vậy thì từ nay lễ vật cống nạp sẽ tăng lên gấp 3 nếu ngài từ chối mối lương duyên này. Gấp 3? Thật quá đáng. Ta nghĩ là mình đã yêu công chúa. Nàng không những có một nhan sắc phi phạm mà còn có một trái tim nhân hậu, luôn gần gũi giúp đỡ mọi người. Thật là một công chúa hiếm có. Nàng mạnh mẽ đối đầu với Thủy Tinh nhưng lại dịu dàng với ta. Ta muốn hát một bài. Ôi, Mị Nương. Mị Nương ơi, nàng là hoa tỏa hương thơm đẹp nhất đời. Tình Sơn Thần lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi ta. Chủ nhân ơi, ngài phải kiên trì. Đúng, ta phải tìm cách cưới được nàng Thần Linh Trang. Thần được biết, vua Tây Âu rất già nua và xấu xí. Hơn nữa, ông ta cũng đã có hoàng hậu rồi. Hỏi cưới công chúa là lẽ gì? Nên chậm mới từ chối thẳng mặt như vậy. Việc ấy chẳng khác gì đưa công chúa đi làm con tin nơi đại quốc. Nhưng việc chúng ta đối đầu trực tiếp với đại quốc, quả là mạo hiểm thưa bệ hạ. Đúng vậy, vì bọn họ sẽ triển khai quân ngay khi tên sứ giả về nước báo tin ta từ hôn. Nên chúng ta phải có đối sách ngay. Bẩm bệ hạ, theo thần thì chúng ta phải mau chóng cầu thân với một nước khác. Ở nước láng giềng của chàng hoàng tử Khôi Ngô, ta nghĩ kết thông gia sẽ vẹn đôi bề, vừa cho con gái ta tìm được nơi xứng đáng, vừa khiến đại quốc muốn động binh cũng phải dè chừng. Thưa cha, như vậy cũng là gả bán con rồi. Thế thì khác gì việc gả đi đại quốc? Con gái, việc cầu thân có lợi cho nước nhà. Chẳng phải con luôn lo cho sự an nguy của bá tánh hay sao? Nếu ta không liên minh thì sớm muộn cũng không cản nổi họ thôn tính chúng ta khi ta suy yếu. Cha, nhưng con không thể lấy một người xa lạ. Con ơi, cha đã già yếu, một mình con không thể gánh vác cả quốc gia này. Trước sau con cũng phải lấy chồng, thì hãy lấy một hoàng tử xứng đáng. Nhưng con không phục. Hãy cho con lấy một người tài giỏi trong nước. Một tướng giỏi sẽ giúp dân chúng ấm no, lãnh đạo binh lính bảo vệ hòa bình. Mị Nương, con... Bời muốn lạ mình. Chủ nhân chẳng quá phép ta vào thẳng cung điện cho rồi. Ở giữa rừng vậy, lấy đâu ra tin tức của nội cung mà bẩm báo chứ? Ngươi có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của công chúa. Con ngựa của công chúa đây mà. Chắc là công chúa gặp nạn rồi. Mau chạy đến phía đó của công chúa. Con gái, đừng sợ, đừng sợ. Vua cha đi theo con làm gì? Con muốn được ở một mình. Trẫm chỉ có mình con, đến chiều con quá đến hư mất rồi. Cha cứ để mặc con. Tay bị trầy, còn chân bị trật nữa. Con là lá ngọc cành vàng, con đau làm cha cũng xót lắm, con có biết không? Con xin lỗi, đã làm vua cha lo lắng. Con đã suy nghĩ về những lời của cha và Lạc Hầu đã nói. Con chấp nhận trách nhiệm của một công chúa. Xin cha mở hội kén rể, cho con được chọn người xứng đáng. Được, đúng là chỉ có con gái ta mới nghĩ được như vậy.
ta ra lệnh loan tin này đi khắp nơi, bất kể là đồng bằng hay vùng biển, trong nước hay ngoài nước, đều có thể tham gia kén rẫy, trình diễn tài năng. Người giỏi nhất sẽ được công chúa chọn làm chồng. Chủ nhân, có tình nông hội. Tình gì? Nói nhanh lên. Vua Hùng vừa loan tin kén rễ khắp đồng bằng, miền núi, biển sâu, là nơi đây đều có thể đến thi thố tài năng để nhà vua kén phò mã. Nhà vua kén rễ thì càng chi đến ta. Ủa, cái gì? Vua Hùng là cha đẻ của người con gái trong mộng Mỹ Nương phải không? Dạ, công chúa Mỹ Nương là con gái vua Hùng đó. Ta phải luyện tập võ nghệ và thần thông để tỷ thí, ta nhất định cưới được nàng. Vâng, thưa chủ nhân, nhưng ngài cũng đừng quên sẽ có sơn thần cùng tham dự. Ta không sợ hắn, hắn có gì hơn ta, chỉ toàn là đá núi. Ta nhất định thắng, không để cho tên thần núi đó thỏa ý đâu. Tâu bệ hạ, có một vạn người kỳ lạ đến xin cầu hôn. Bái kiến Hùng Dương. Đến từ Trần Gia phương Nam quyền bí, thần của Thảo Mộc và Muôn Thú. Tôi là Sơn Thần Sơn Tinh, xin được ra mắt nhà vua và dâng một chút lễ vật xin phép cầu hôn con gái của ngài. Miễn lễ, ngài là Sơn Thần à? Dạ, đúng vậy. Thì ra, ngài chính là Tráng Sĩ, đã hai lần cứu ta thoát nạn ở làng chài ven biển. Thần xin bái kiến Hùng Dương và công chúa Mỹ Nương xinh đẹp. Ta cai quản biển khơi, đem đến cho dân ngài những sản vật biển. Ta đến đây để tỷ thí cầu hôn công chúa Mỹ Nương. Thưa Sơn Thần và Thủy Thần, thật là vinh dự cho ta và đất nước của ta khi được cả hai chúa tể của rừng thẳm và biển sâu đến hỏi cưới con gái ta làm vợ. Ta thật bối rối. Ngài không cần phân vân, của cải trù phú của ta ngài đã thấy, hãy xem ta thi triển tài năng phép thuật đi. Phép thuật đổ tài cho công chúa thấy, ai cho ngươi xén vào? Thủy thần, Sơn thần, ta đã thấy đủ phép thuật rồi, xin dừng tay để ta có sự phán quyết. Hai người quả thật đều rất tài giỏi, nhưng ta chỉ có một người con gái. Hãy cho ta một canh giờ để bàn bạc với các quan, cho các vị một câu trả lời thích đáng. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa bịt mắt bốc thăm? Ta không đồng ý. Hạnh phúc cả đời của ta không thể dựa vào may rủi được. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa tung tú cầu, ai bắt được thì sẽ... Nếu vậy chúng ta nên làm từ đầu, cần gì phải cho họ thi thố tài năng nữa chứ? Ta nghĩ như vậy. Cưới, đằng nào con gái ta cũng phải chọn một chàng rể, vậy thì phải có sính lễ cho nhà gái.
ta quyết định bọn họ sẽ đem xính lệ đến xin trước dâu. Ai mang xính lệ đến trước thì lấy được con gái ta. Thưa cha, con muốn đề nghị phải đưa ra điều kiện lễ vật. Dù sao, con cũng là công chúa của một nước, không thể để họ muốn đem cái gì đến để lấy con cũng được. Con nói cũng phải. Vậy con muốn lễ vật là gì? Thưa cha, con đã nghĩ ra những lễ vật để thử thách họ. Con sẽ kết hôn với sính lễ là 100 giảm cơm nếp, 200 tịch bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao là lễ vật ta thử thách hai vị thần. Sáng ngày mai, ai đem đủ sính lễ đến trước thì sẽ được rước dâu về. Ý ta đã quyết, hai người thấy thế nào? Tôi đồng ý thưa Hùng Dương. Còn Thủy Thần, người thấy sao? Chẳng lẽ thần Biển Cả tối thượng lại không đủ quyền phép tìm ra những lễ vật đó hay sao? Được, ta đồng ý. Xin được hẹn ngài ngày mai. Xin được hẹn ngài ngày mai. Ngựa chính hồng mao, đúng là thiên vị. Những thứ đó đều sống ở trên cạn, trong địa bàn của Sơn Tinh. Rõ ràng là muốn làm ta bẻ mặt mà. Chủ nhân ơi, đừng cứ giận mà. Ngài thần thông quảng đại, ngài sẽ tìm thấy bất cứ lễ vật nào. Chúng ta đâu phải đã hết cách. Nhưng mà tên Sơn Tinh sẽ tìm thấy trước ta. Trong chuyện lễ vật này nhất định có sự thiên vị của công chúa. Nếu họ đã thiên vị nhau vì tình riêng như vậy, thì sao chúng ta không làm gì đó để chắc chắn Sơn Tinh thua cuộc? Phải rồi, ta không nghĩ ra. Vậy ngươi hãy lo liệu chuyện đó, còn ta thì lo sính lễ cho ngày mai. Tuân lệnh chủ nhân. Quá chủ quan, không đề phòng bọn tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Nếu giờ làm lại thì không kịp đủ số lượng lễ vật. Nồi niêu cũng đã thủng hết rồi. Ta phải làm sao đây? Các người chậm chạp quá. Mau chân lẹ tay lên. Muốn ta thua tên người rừng Sơn Tinh đó chứ gì? Chủ nhân, xin hãy bớt giận. Thần đã làm tròn nhiệm vụ. Sơn Tinh ít nhất phải mất một ngày mới có thể hoàn tất thử thách này. Phần thắng về tay ngài là chắc rồi. Được lắm. Người đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Mau giúp ta chuẩn bị lễ vật, kẻo không kịp. Sớm, không nên lang thang bên ngoài lúc khuya. Con có nghe chưa? Đà tạ Sơn Thần lại cứu cháu tôi. Vào lúc này không phải ngài đang chuẩn bị lễ vật sao? Tôi đã chuẩn bị, nhưng đang làm thì bị nhóm tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Xin Lạc Hầu và người dân trong vùng giúp đỡ cho tôi. Dân làng xin hãy thứ lỗi vì đã gọi mọi người vào lúc đêm khuya thế này.
nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Thôi, xin sơn thần cho chúng tôi ngủ sớm, mai còn làm việc. Mọi người hãy nghe tôi. Tuy đây là cuộc so tài giữa hai vị thần, nhưng thủy thần đã chơi xấu sơn thần. Liệu khi công chúa lấy một người như vậy, sau này người ấy sẽ là vua của đất này? Một vị vua dối trá như vậy, liệu mọi người có thể còn được sống ấm no hay không? Đúng rồi. Từ trước đến nay, sơn thần đều lo lắng giúp đỡ cho mọi người. Nếu chúng ta góp mỗi người một tay để giúp sơn thần trở thành kẻ hiền của vua Hùng, thành đồng minh đắc lực cho nước ta, chẳng phải chúng ta sẽ được hưởng thái bình lâu hơn à? Con sẽ giúp sơn thần, vì sơn thần đã cứu con. Thưa ngài Lạc Hầu, lời của người nói rất chí lý. Không lẽ người lớn chúng tôi lại không hiểu chuyện bằng một đứa bé con sao? Chúng tôi xin trợ giúp sơn thần. Giúp đỡ sơn thần. Cảm ơn Lạc Hầu. Giờ ta phải đích thân đi thượng tiên giới để tìm voi, gà và ngựa quý, kẻo không kịp. Công chúa ơi, người làm ơn ngồi yên đi. Tóc cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy á, thì khi tân lang đến cũng chưa xong đâu. Nhưng mà con lo lắng quá nhũ mẫu ơi. Cô dâu, đặc biệt là công chúa cô dâu, thì phải thật uy nghi và điềm đạm. Sao người có thể mất bình tĩnh như vậy được? Nhưng con lo lắm. Tân lang đã đến. Công chúa ơi, không được. Cái đầu búa kiểu truyền thống công phu của ta. Chết rồi, mau nhanh lên đi nhũ mẫu ơi. Cho con xin lỗi. Người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này, nay ban cho mỹ nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa thủy thần tôn kính, ngài thấy đó, sơn thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời gả công chúa cho ngài ấy. Cái người rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Hôm nay không trả, ta không còn là thủy tinh nữa. Thủy tinh, ngươi thua rồi còn muốn làm gì nữa? Nếu muốn đánh thì hai ta cùng đánh, đừng làm hại tới dân làng. Nhấn chìm tất cả. Thưa cha, cha mau đưa dân làng lên núi lánh nạn, rồi cho dàn trận chuẩn bị nghênh chiến với thủy tinh. Con phải đuổi theo hắn ngay. Nàng đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Nàng hãy đưa mọi người lên núi để tránh bão đi. Ê, sơn thần đã nói vậy, chúng ta mau đi thưa công chúa. Ừ.
nương, con mau di tản bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em lên đuổi đến chỗ an toàn. Còn các lạc hầu lạc tướng máu cùng ta đắp đê, gian trận chuẩn bị nghênh chiến với quân của Thủy Tinh. Hãy lập dàn tre chặn cắt của sông suối để sẵn sàng thủy quân sắp tới nơi. Nhấn chìm chúng xuống đáy biển cho ta. Giữ vững đội hình. Tấn tiêu. Kiệt sức rồi. Thủy Tinh, ngươi đừng cố chấp nữa. Hãy nhìn vào tổn thất của thủy tộc nhà ngươi đi. Ngươi đánh được chúng ta thì quân của ngươi cũng chẳng còn được toàn vẹn nữa. Thưa chủ nhân, thần bị thương không biến hình nổi nữa rồi. Quân ta thì bị chặn đánh, mắc cạn ở cửa sông, sắp nghẹt thở rồi. Chủ nhân ơi, Tình Sơn tin được lắm. Hôm nay ta sẽ rút binh để bảo toàn lực lượng. Nhưng ngươi hãy nhớ đấy, ta sẽ còn quay lại rửa thù này. Thấy chàng bình an, thiếp mừng lắm. Con rể của ta mai là nhờ có con. Nhờ có Sơn Thần bảo vệ, chúng ta đã vượt qua được thiên tai lần này. Mọi người hãy cùng cảm ơn Sơn Thần và chúc cho Sơn Thần và công chúa được hạnh phúc trăm năm. Tạ ơn vua cha. Tạ ơn Sơn Thần. Sơn Thần và công chúa vạn quê trăm năm hạnh phúc. Sơn Tinh không những chỉ dạy cho người dân cách đối phó với nước lụt của Thủy Tinh, mà còn phù hộ cho con người thoát khỏi những lần quay lại trả thù hàng năm của Thủy Tinh. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh thể hiện mong ước của người xưa về mưa thuận gió hòa. Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thể hiện sự khát khao của con người có thể chiến thắng thiên tai mưa lũ. Ngày xưa, vào thời vua Hùng thứ sáu, đất nước ta đã trải dài rộng suốt hai bờ sông cái, nhân dân ấm no, yên bình. Trẻ nhỏ được nghe tiếng ru ầu ơ, tiếng hát véo von khắp mọi nơi. Tuy nhiên, mỗi năm nước ta phải cống nạp rất nhiều thứ quý giá cho vương triều phương Bắc. Đã vậy, sứ giả của họ mỗi lần sang nhận đồ cống nạp còn hóng hách lăm le bờ cõi nước ta. Ta thấy nước Văn Lang các ngươi phong cảnh rất đẹp, ruộng đồng trù phú, lại biết cách chăn nuôi gia súc, nên có nhã ý tặng một con vật quý. Vô
vua ta dặn nước Văn Lang phải chăm sóc con gà quý này, hằng ngày cho nó ăn thóc, uống nước để nó đẻ trứng, sinh ra một đàn gà cho nước ta. Năm sau ta đi sứ sẽ mang đàn gà ấy về. Thật vô lý, đây là một con gà gỗ mà, làm sao có thể ăn uống, lớn lên và đẻ trứng. Nếu vua tôi nước Văn Lang không thể chăm sóc con gà nhỏ bé này, thì sao có thể giữ yên bờ cõi? Thật không biết điều. Dân ta đã chịu khổ cực lao động, triều đình ta cắt bóp tiết kiệm để cống nạp, vậy mà các người còn chưa thỏa mãn. Thôi, để đó ta tính. Sư giả có lẽ đã mệt rồi, mời người nghỉ ngơi. Tâu bệ hạ, chúng đã quyết tâm xâm lấn nước ta nên kiếm chuyện. Ai đời gà gỗ mà bắt nuôi cho lớn để có một đàn gà con? Thần sẽ chăm lo quân lực lớn mạnh. Đúng là dạ tâm của bọn chúng quá lớn. Khanh có ý kiến gì hay không? Thưa đức vua, xưa nay dân Nam tin mình là con rồng cháu tiên, sao ta không lập đàn cầu Long Dương nhờ xin ý kiến? Chuyện sứ giả ân hống hết, bắt triều đình chăm sóc gà gỗ, ta biết rồi. Thế nước Ân qua, ta lo cho dân sẽ rơi vào cảnh lòng than. Các ngươi cứ yên tâm chuẩn bị thật kỹ lương thực và vũ khí. Giặc Ân phải 3 năm nữa mới kéo sang đây. Lúc đó hãy đi tìm thiên tướng trong nhân dân, thiên đình đã sắp xếp cả rồi. Thương kẻ già hiếm muộn này, cho già một mụn con để an ủi về sau. Con ơi, đã 12 tháng rồi, sao con vẫn chưa chịu ra? Các bạn của con 9 tháng là ra đây gặp mẹ hết rồi. Ôi, con trai của mẹ thật là đáng yêu. Mẹ ăn nhiều vào mới có sữa cho con bú. Nghe tiếng mẹ thiệt là thiêng liêng quá. Cảm ơn bà. Thằng bé thật kháo khỉnh. Bà định đặt tên thằng bé là gì? Đó là cây giống của chồng tôi làm trước khi ông ấy mất, nên tôi muốn đặt tên con của mình là Giống. Chạy mau bà con ơi, giặc Ân chết rồi. Ân quá mạnh, quân và binh khí của chúng ta không thể địch lại bọn chúng. Theo ý các khanh, chúng ta phải làm sao? Muôn tâu đức vua, ngài đã quên lời Long Dương nói rồi ư? Nếu giặc Ân kéo đến, phải cho người đi tìm thiên tướng trong dân gian. Phải rồi, mau đi tìm thiên tướng đánh giặc cứu nước. Tuân lệnh đức vua. Loa loa loa, hiện nay giặc Ân đang đánh chiếm nước ta. Ai là người có lòng yêu nước, mau mau tham gia đánh giặc cứu nước. Loa 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 loa, loa loa loa,
đất nước đang lâm nguy, già trẻ lớn bé, ai có khả năng thì mau mau ra đánh giặc cứu nước. Loa 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 loa, loa loa loa, mọi người mau mau tổng quân giúp nước đi. Con đã 3 tuổi rồi, vẫn không biết nói, không biết ngồi. Đến khi nào con mới có thể tổng quân đánh giặc được đây? Mẹ hãy ra mời sứ giả vào đây cho con. Con biết nói, biết ngồi rồi sao? Ôi, mừng quá. Mẹ mau mời sứ giả vào đây cho con đi. Nhưng mà để làm gì? Đây là chuyện hệ trọng của đất nước, không thể đùa giỡn được đâu con à. Mẹ cứ mời sứ giả vào sẽ biết. Chính cậu là người gọi tôi vào sao? Dân, chính ta muốn gọi sứ giả vào nói chuyện. Cậu chỉ là một đứa bé 3 tuổi thì làm sao mà đi đánh giặc được? Thôi, đừng làm mất thời gian của ta. Ngài về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một chiếc nón sắt, một chiếc gậy sắt, một áo giáp sắt lớn để ta đánh đuổi giặc Ân. Ngươi nói có thật không? Đây là chuyện lớn, nếu ngươi không làm được thì sao? Lời sấm năm xưa sứ giả không nhớ hay sao? Các ngươi cứ yên tâm chuẩn bị thật kỹ lương thực và vũ khí. Giặc Ân phải 3 năm nữa mới kéo sang đây. Lúc đó hãy đi tìm thiên tướng trong nhân dân. Thiên đình đã sắp xếp cả rồi. Vậy xin người chờ ta về bẩm báo lại đức vua. Con ơi là con, con không thể đùa với sứ giả như vậy được. Tội chết đó con à. Con đâu có đùa. Nhưng con nhỏ bé thế này, làm sao mà đánh giặc được? Mẹ đừng lo, con có thể đánh giặc được. Bây giờ mẹ hãy nấu chục đấu cơm để con ăn. Còn bé tí thế này, một đấu cơm cũng ăn không hết. Làm sao mà ăn hết 10 đấu? Mẹ yên tâm, con có thể ăn hết 10 đấu cơm rất nhanh. Mẹ mau đi nấu cho con ăn đi, con đói quá. Đánh giặc Ân, chúng tôi mang cơm đến đây cho cậu ấy ăn chóng lớn. Người nói làng Phù Động có một cậu bé lên 3 tuổi không biết nói, không biết đứng ngồi, nhưng nghe giặc kéo đến thì biết ngồi dậy để xin được đi diệt giặc cứu nước sao? Dạ, bẩm đức vua, đúng là như vậy ạ. Và cậu bé ấy yêu cầu rất lạ: ngựa sắt, gậy sắt, nón sắt và áo giáp sắt nữa. Các người mau đi rèn những thứ theo yêu cầu của cậu giống và ra sức rèn luyện binh lực để chuẩn bị chiến đấu. Xin tuân lệnh. Xin chào sư giả. Thưa bà, chúng tôi đã đem đến ngựa sắt và binh khí như cậu giống yêu cầu. Xin chào sứ giả, có thể cho ta xem binh khí không? Những binh khí này không vừa tay ta. Ngài hãy về nói nhà vua rèn cho ta ngựa sắt cao 8 thước, gậy sắt dài 100 trượng, áo giáp sắt và nón sắt phải to gấp đôi bình thường mới được. Tôi hiểu rồi, cậu giống cứ yên tâm. Thế là sứ giả và đoàn tùy tùng gấp rút trở về kinh thành Phong Châu tâu vua. Hùng Vương nghe xong cũng hết sức kinh ngạc, cho người làm ngày làm đêm để rèn những vật giống yêu cầu.
đi việc giặc ân đây. Bọn lính nước Nam kia, tướng của các ngươi đã bị thương nặng, nào còn ai dám thách thức ta mà không mau quy phục? Ta là thiên tướng nhà trời, dâng lệnh xuống đây để giúp nước. Chỉ mình ngươi thì làm sao địch lại hàng vạn quân binh của ta? Hãy xem đây. Gậy vung tới đâu, ngựa phun lửa tới đấy, mỗi bước chân vừa để lại những dấu vết như hồ sâu. Hắn mất binh khí rồi, mau xông lên. Cảm ơn ngài đã giúp đánh đuổi quân giặc khỏi nước Văn Lang. Ơn này ta mãi khắc ghi. Ta phụng lệnh của trời xuống đây cứu giúp dân làng khỏi giặc ân, nào có công chi? Nay nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, xin cáo biệt. Tôi về rồi, con về rồi. Mẹ ơi, nhiệm vụ của con đã hoàn thành, con phải quay về trời thôi, không thể ở lại chăm sóc mẹ được. Xin mẹ hãy nhận một lạy của con. Mẹ hiểu mà, con hãy cầm lấy cái này, xem như là món quà để nhớ tới mẹ. Sau chiến thắng, để nhớ ơn, dân làng Phù Đổng đã lập miếu thờ gọi giống là Phù Đổng Thiên Vương, hay gọi tắt là Thánh Giống. Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy những dấu vết như dãy ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn. Người ta bảo đó là những vết chân ngựa của Thánh Giống. Khu rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy nay còn mang cái tên là Làng Cháy. Những cây tre mà giống đã nhổ quật vào giặc bị lửa đốt cháy, màu xanh ngã thành màu vàng. Trên thân có những vết cháy lốm đốm. Ngày nay, giống tre ấy vẫn còn, người ta gọi là tre ngà. Thank you.